Hello, hello. Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư từ Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 8 ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm, ngày 4 tháng 8 rồi. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Và hôm nay đây chúng ta chủ yếu sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mà chúng ta đã nói tới ngày hôm qua liên quan tới Nancy Pelosi, liên quan tới Solana và một số những thông tin nổi bật khác. Thì chúng ta bắt đầu từ thị trường tài chính nói chung đi khi mà chúng ta nhìn vào các chỉ số hôm nay đó thì kết thúc như thế nào chúng ta nhìn vào những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó thì các bạn đã thấy được là hôm nay lại là một màu xanh các chỉ số như là Nasdaq đó thì tăng 2.5% S&P 500 thì tăng 1.5% và Dow Jones thì tăng 1.29% Pre-market thì sao? Pre-market thì bây giờ không có cái động tĩnh nhiều Chúng ta thấy được là cả ba Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures bây giờ thì không có sự di chuyển nhiều Chúng ta nhìn vào dầu thì sao? Hợp đồng dầu đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy có cái sự giảm xuống một chút chúng ta thì bây giờ mức là 91 đô cho một thùng dầu và đây đương nhiên là điều chúng ta muốn thấy chúng ta muốn tiếp tục thấy là cái giá hợp đồng của dầu tiếp tục giảm xuống tại vì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng có thể dẫn đến là cái tháng 8 này đó chỉ số lạm phát CPI là cao hay là thấp tại vì Dầu là một trong những yếu tố quan trọng cùng với được thực phẩm Còn về vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy là tiếp tục có cái sự tiến lên ở mức là 1784$ cho một ounce vàng hiện tại Crypto thì sao? Crypto thì các bạn thấy được là hôm nay Nhưng mà BTC thì hiện bây giờ là mức 23.140 Chúng ta có thể nhìn vào Cone gecko những năm lớn thì ra sao? Thì các bạn có thể thấy được là BTC đó thì tăng 1,6% Ethereum đó thì tăng 2,4% Chúng ta thấy được là rất nhiều đồng có màu xanh hôm nay BNB thì tăng 6.7%, XRP cũng tăng. À, chúng ta thấy được Solana đó hôm nay đó cũng không có phải là xuống nhiều lắm sau khi cái sự kiện liên quan tới cái ví của Solana bị tấn công đó thì cái giá cả cũng không phải là đi xuống nhiều lắm. Thường có thêm thông tin, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thật ra bây giờ mọi người cũng chưa thực sự hứa được là chuyện đã xảy ra nhưng mà chúng ta lại có thêm một số những cái dữ liệu thông muốn chia sẻ với các bạn. Thì tuy là gần đây chúng ta cũng đã thấy là thị trường chứng khoán cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại lạc quan hơn một chút so với cách đây khoảng chừng 2 tháng và nhất là sau tuần vừa rồi đó, sau khi chúng ta nhận được những cái thông tin lớn liên quan đến chỉ số lạm phát CPI, liên quan đến Fed tăng lãi suất và nhất là liên quan đến là chúng ta đã có một cái chỉ số GDPM hai quý liên tục là chính thức đi vào suy thoái tài chính nhưng mà hầu như các bạn có thể nhìn chung thị trường thì có thể hình dung với một cái từ đó chính là mập mờ có nghĩa là chúng ta thật sự không có rõ xu hướng như thế nào nhưng mà nói chung mọi người cũng đã lạc quan hơn tại sao lại nói như vậy tại vì nếu như các bạn nhìn vào góc cạnh là suy thoái tài chính đó, thì nếu giống như năm 2008 chúng ta thấy đều là thất nghiệp khắp nơi và cũng có những công ty sa thải nhân viên chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi giống như chúng ta nói tới Robinhood à ngày hôm qua chúng ta cũng nói tới Coinbase chúng ta nói tới công ty Facebook Meta chúng ta cũng nói tới công ty PayPal vân vân nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy là có một số những công ty đó bây giờ họ đang lại mướn rất nhiều người những công ty liên quan đến du lịch tại vì bây giờ đã hầu như mọi người cũng đã coi như đã quên lãng cái dịch bệnh rồi mọi người đã đi du lịch như là trước đây cho nên những công ty như là hãng hàng không hay là chúng ta nói tới là những cái khách sạn đó thì lại mướn người thì cái phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn còn rất là thấp cho nên nhìn vào góc cạnh đó đó thì lại không hoàn toàn giống như là một cái thời điểm ảm đạm trong tài chính cho nên bây giờ mọi người vẫn đang rất là mập mờ có thể hình dung là mọi người đang lạc quan thận trọng ngày hôm qua sau khi mà có thông tin là nancy pelosi đã chủ tịch hạ viện đến thăm đài loan À, thì lúc đó thị trường cũng trao đã một chút nhưng mà hầu như cũng đã ổn định lại và hôm qua kết thúc vẫn là màu xanh Hôm nay cũng như vậy và hôm nay chúng ta cũng đã biết thêm một số những thông tin là tại sao Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi à, lại đến Đài Loan Thì có thể là nhiều bạn ít có theo dõi chính trị của Hoa Kỳ cho nên cũng không có hiểu chức vụ Chủ tịch Hạ viện là lớn cỡ nào Để các bạn hiểu rõ hơn đó, nếu như mà có chuyện gì xảy ra đối với đương kim tổng thống hiện tại Thì chúng ta sẽ có phó tổng thống làm tổng thống nếu như mà cả hai à, đều gặp sự cố đó thì người kế tiếp làm tổng thống theo luật đó chính là chủ tịch hạ viện nancy pelosi thì các bạn ở đây thấy được là đây là một trong những cái quan chức rất là cao trong chính trị của hoa kỳ thì nói về cái phương diện chính trị đây hôm nay có rất nhiều những cái bài báo nói là lý do tại sao mà nancy pelosi đến đài loan à, thì đầu tiên hết á, là muốn làm tốt quan hệ à, giữa đài loan và hoa kỳ và cũng đã đưa cái lời phát biểu là hoa kỳ sẽ không bỏ rơi đài loan Đài Loan nó không giống như là Ukraine. Đài Loan có cái vị trí quan trọng hơn là Ukraine đối với Hoa Kỳ. Thì đây đương nhiên là một trong những cái lời phát biểu để cho Trung Quốc cũng hiểu được cái tầm quan trọng của Đài Loan đối với Hoa Kỳ như thế nào. Và đương nhiên điều này cũng làm cho Trung Quốc không có thích lắm và cũng đã tập trận liên miên mấy ngày hôm nay. Nhiều bạn theo dõi sát hơn thì cũng đã biết rồi. Nhưng mà đây là một điều được nói đến điều thứ nhì đó là nói về cái phần là liên quan đến nhân quyền của người đài loan thì đương nhiên cũng muốn là quảng bá nhân quyền nhưng mà đó là về mặt chính trị về mặt tài chính thì có một thông tin rất là thú vị đó chính là nancy pelosi mặc dù là cái thời gian đến đài loan không có nhiều theo thông biết đó là bây giờ đã bắt đầu là cất cánh để mà qua hàn quốc rồi nhưng mà nancy pelosi cũng đã dành thời gian để mà đến thăm công ty TSMC, đây là công ty mà làm những cái con chips lớn nhất trên thế giới ở trụ sở ở Đài Loan và một trong những cái thỏa hiệp bây giờ đó là công ty TSMC này sẽ mở đầu tiên hết đó là một trong những cái xưởng làm chips lớn ở Hoa Kỳ là bắt đầu mở ở Phoenix, Arizona rồi sau đó sẽ phát triển thêm ở nhiều nơi ở bên Hoa Kỳ thì như người nói là đây mới chính là lý do tại sao mà Nancy Pelosi qua bên Đài Loan. Tại vì hiện bây giờ chúng ta có một cái gói hỗ trợ gọi là cái đạo lực chips và khoa học Thì cái gói này đã tổng cộng là 280 tỷ và trong đó để riêng ra 52 tỷ là cho các công ty làm chips này Và đương nhiên một trong những cái thỏa hiệp là công ty TSMC này sẽ mở trụ sở ở Hoa Kỳ và đương nhiên cung cấp chip trực tiếp cho Hoa Kỳ. Thì nhiều người cho đây mới là lý do chính và cũng có một số người chỉ trích nói là Nancy Pelosi đó uh, thì uh, đến thăm Đài Loan nhưng mà thực chất là đến thăm công ty TSMC này và Nancy Pelosi đó thì đầu tư cũng rất là nhiều vào một cái quỹ gọi là Alliance Bernstein và cái quỹ này đó là một quỹ lớn và cái số tiền mà Nancy Pelosi đầu tư và cái quỹ này là 3,5 triệu đô la và dựa theo cái uh, thống kê đó thì cái quỹ Alan Bernstein này đó là đang lưu trữ 1,4 triệu cổ phiếu của TSMC, uh, có nghĩa là đáng giá khoảng 153 triệu đô la thì đây có phải là lý do tại sao hay là không? Tại vì Nancy Pelosi đó là có cái uh, lợi ích tài chính trong đây thì đó là tùy theo mỗi người mà thôi nhưng mà dù sao đi nữa đó, sự thật là cái đợt đến thăm Đài Loan này đó là cái đợt đầu tiên trong vòng 25 năm qua mà có một cái quan chức cấp cao đến Đài Loan và đương nhiên điều này đó ít nhiều gì cũng làm cho một số người có cái sự lo lắng về cái phương diện chính trị nhưng mà về cái phương diện tài chính thì chúng ta cũng đã thấy là phần lớn là liên quan đến à, cái sự kiện TSMC này thì có thể là các bạn hỏi thuận là nhưng mà mình chỉ đầu tư vào crypto mà thôi thì có cần quan tâm đến nhiều những sự kiện này hay là không? Thì câu trả lời là bây giờ vẫn chưa có cần phải quan tâm nhiều lắm cái sự lo ngại bây giờ là có chiến tranh xảy ra hay là không uh, giữa cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan thì mỗi người sẽ có mỗi một cái sự nhận định thôi chỉ có thể chia sẻ về mặt tài chính mà thôi à, chúng ta có thể nhìn lại cái sự căng thẳng về tài chính giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 2019 khi mà cấm vận khắp nơi đó thì lúc đó thị trường chứng khoán là một màu đỏ và tình hình bây giờ chúng ta đã thấy được là cái thị trường của crypto là có cái xu hướng đi theo thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nếu như mà chứng khoán đỏ thì các bạn nghĩ là crypto như thế nào? Đương nhiên đây là cái sự mà quan tâm đến từ hình crypto là đến từ cái góc cạnh đó. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin khác liên quan đến BTC đi. Nếu như các bạn là một trong những người mà rất tin tưởng vào chu kỳ của BTC mỗi 4 năm và đó là cái thời điểm mà chúng ta có hiện tượng Bitcoin halving có nghĩa là mỗi 4 năm đó thì cái số lượng BTC được đào ra đó thì giảm đi phân nửa khi mà đến gần hơn nên thường sẽ chia sẻ thêm thông tin này với các bạn tại vì cái đợt kế tiếp đó sẽ là tháng 4 của năm 2024 đó chính là cái đợt hai bình kế tiếp cho nên bây giờ chúng ta cũng chưa cần phải nói nhiều nhưng mà nếu các bạn tin tưởng đó là mỗi 4 năm là một chu kỳ thì chúng ta nhìn lại trước đây đó, đây là cái bài thuyết được chia sẻ bởi Red Capital. Thì năm 2015 BTC đó thấy cái đáy là 547 ngày, trước khi mà có hiện tượng halving. Năm 2018 đó, thì BTC cũng đã đến đáy, sau khi mà đi xuống à, từ cái đỉnh của năm 2017 đó thì à, BTC đã đến đáy 517 ngày trước khi mà có hiện tượng halving. Và chúng ta bây giờ đó nhìn vào cái chu kỳ kế tiếp này thì sẽ ra sao? Nếu như mà chúng ta lấy con số là từ 517 Đến 547 ngày. À, thì cái hiện tượng ha về lần kế tiếp này đã sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2024 thì khả năng là chúng ta sẽ thấy là cái giá của BDC sẽ chạm đáy vào khoảng quý 4 của năm nay. Chúng ta bây giờ vẫn đang nằm trong quý 3 mà thôi chứ chưa có phải qua quý 4. Đó là một nhận định đến từ Red Capital nếu như các bạn có lòng tin và có chu kỳ mà 4 năm thì chúng ta vẫn chưa thấy đấy. Đấy có thể sẽ diễn ra từ đây cho đến cuối năm. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment bên dưới. Đối với thuận thì à, Thuận bây giờ vẫn tiếp tục trung bình giá Có thể nhiều bạn nói là muốn chờ để thấy được cái giá tốt hơn Thì cũng có thể Nhưng mà đối với Thuận thì uh, Thuận trung bình giá Thì bây giờ vẫn tiếp tục trung bình giá mà thôi uh, Và cứ tiếp tục trung bình giá cho đến khi mà chúng ta thấy giá có cái sự tăng trưởng kế tiếp Và các bạn cũng thấy hiện tượng này đã xảy ra đối với những cái thời đào Chúng ta nhìn vào cái tài liệu này đến từ Crypto Thì tài liệu on-chain cho chúng ta thấy được điều gì Chúng ta nhìn trên tài liệu này đó cái đường màu xanh dương đó chính là cái số lượng BTC lưu trữ bên những cái thợ đào. Còn cái đường màu đen này là giá của BTC thì các bạn thấy được một sự kiện đó chính là gần đây Bắt đầu là từ đầu tháng 7 tới bây giờ đó, một tháng qua thì chúng ta lại một lần nữa thấy hiện tượng là những cái thợ đào lại tiếp tục tích lũy BTC. Những thợ đào đó họ khá là lo lắng vào cái thời kỳ tháng 6 lúc mà chúng ta có những cái sự kiện liên quan tới Celsius, à, liên quan tới 3 bạn cũng đã biết rồi. Thì lúc đó đã có một cái đợt bán đi rất là nhiều đến từ những cái thợ đào. Ngay cả họ đó cũng bán đi để mà lấy tiền tiếp tục kinh doanh tại vì họ sợ là chúng ta sẽ thấy một cái đợt xuống giá dài hạn hơn và sâu hơn nhưng mà sau đó nó cũng đã có một cái sự bình tâm trở lại đến những cái thợ đào và bắt đầu là từ đầu tháng 7 đó những thời đào là một lần nữa tích lũy đó chính là cái hiện tượng các bạn đang nhìn thấy hiện tại nhưng mà có thể là các bạn muốn biết cách nào làm giàu nhanh hơn thì để thường chia sẻ với các bạn bạn có muốn biết bí quyết biến 40 đô thành 400 đô nhưng 10 tài sản hay không các bạn lấy 40 đô đổ xăng rồi lái xe đi làm Tuy nhiên đây là một cái meme mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Một cái trend mà Thuận đã theo từ bao nhiêu năm nay đó chính là cái trend what you earn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay bây giờ tôi muốn chuyển qua để mà cập nhật cái thông tin liên quan đến Solana, tại vì tôi biết rất nhiều bạn là fan của Solana, cho nên có cái sự lo lắng à, sau cái sự kiện diễn ra ra bây giờ vẫn còn đang diễn ra từ hôm qua tới bây giờ liên quan đến à, những cái địa chỉ ví đó của Solana à, tự nhiên bị người ta tấn công và lấy mất đi tiền thì à, hồi sáng này đó khi mình thức dậy thì có một cái thuyết đến từ Anatoly Yakovenko đây là co-founder của Solana à, thì chính cái thuyết này đã bắt đầu nói là đây có thể là một cái sự kiện uh, ảnh hưởng đến những người mà sử dụng iOS có nghĩa là sử dụng những cái um, thiết bị của Apple. Nhưng mà sau đó đó thì uh, Anatoly lại nói là Android cũng bị luôn cho nên chúng ta thật sự không biết được là có phải là cái dù tấn công này đã bắt nguồn từ ios hay là bắt nguồn từ android nhưng mà sau đó đó thì đội của solana cũng đã đưa ra một số những thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn điều các bạn nên hiểu đây đó đây là những thông tin mới nhất mà thôi cho đến bây giờ nhiều người vẫn chưa biết được là chuyện gì xảy ra và tại sao lại có thể là tấn công và lấy được tiền trong ví của người ta trong khi mà những cái ví này đó là những cái ví mà người ta tự lưu trữ khóa cá nhân có phải là quá nguy hiểm hay là không thì trước hết đó, đội Solana nói là đây không phải là tại vì mạng lưới của Solana à, không có an toàn cái hiện tượng này đó là một cái sự cố đáng tiếc đến từ một số những cái ví à, mà không có cái độ an toàn trên mạng lưới của Solana cho tới bây giờ đó cái mà họ biết là có khoảng 8.000 địa chỉ ví đã bị lấy cấp tiền và những đồng nào bị lấy cắp trong đó chúng ta có đồng Solana, chúng ta có những cái NFT của Solana và đồng USDC là bị lấy cắp đi có nghĩa là người ta thức dậy thì không biết tại sao mà cái số tiền trong túi mình lại bị mất hết và chúng ta thấy được là cái thông tin mà nhận được đó là đội Solana nghĩ là cái hiện tượng này đến từ một cái ví có tên là Sloop Wallet thì họ nói là một người tấn công nào đó biết cách nào để có thể lấy được cái khóa cá nhân từ cái uh, chư mục Slope của người dùng. Thực ra Slope là một cái ví mà thùng cũng chưa bao giờ dùng. Cho nên thùng cũng không có rành về cái uh, ví này. Và đây là một cái ví mà người ta có thể dùng ở trên điện thoại di động. Một điều mà các bạn uh, cần nên biết đó là sử dụng ví trên điện thoại di động đó thì nó rất là đơn giản và tiện lợi. Nhưng mà cái đơn giản tiện lợi đó, đó cũng uh, kèm theo một số những cái rủi ro. Tại vì đó là những cái hot wallet, những cái ví nóng. thường thì thích sử dụng ví lạnh hơn, nó an toàn hơn. Nhưng mà nó sẽ bất tiện hơn nhưng mà thường chấp nhận cái sự bất tiện đó để đổi lấy cái sự an toàn thì đội solana nói đó là bắt đầu từ những cái ví đó và những cái ví đó đó những cái ví slope đó thì thường tương tác với những cái ví mà phantom của solana thì những cái ví phantom là những cái ví mà nhiều bạn hay sử dụng vì lý do đó đó họ nghĩ đó là đó là tại sao mà chúng ta thấy là những cái ví slope uh, bị lấy cắp tiền đi rồi những cái ví phantom cũng có hiện tượng tương tự xảy ra tại vì hai cái ví này thường hay tương tác với nhau thì bây giờ các bạn đang lưu trữ đồng Solana, các bạn đang lưu trữ USDC, NFT trong lưới của Solana, các bạn đang lo lắng thì các bạn cần phải làm gì? Thì dựa theo đội Phantom thì đội này nói là cần nên tạo ra một cái ví mới hoàn toàn. À, không có dùng cái ví slope nữa và chuyển hết tài sản của mình qua cái ví mới nếu như bạn lo lắng à, và đương nhiên hôm qua cũng có nhiều người cũng đã chia sẻ đó là các bạn cũng có thể là chuyển lên trên những cái sàn mà các bạn tin tưởng à, thì hy vọng là khi mà chuyển lên trên sàn rồi thì nó sẽ an toàn hơn tại vì sàn có thể là dùng ví lạnh để mà à, bảo quản tài sản của họ và đương nhiên cho đến bây giờ đã vẫn chưa có một cái dẫn chứng nào cho thấy là ví lạnh bị ảnh hưởng trong cái sự kiện này Cho nên như bài nào mà có ví lạnh á, không biết là cái ví Ledger thì các bạn cũng có thể là lưu trữ Solana Thì cũng có thể dùng cái ví Ledger để mà lưu trữ Solana hiện tại Đó là những cái thông tin mới nhất Chúng ta bây giờ thật sự vẫn chưa biết được là lý do tại sao lại có cái hiện tượng này Khi mà có thêm thông tin, tôi sẽ chia sẻ với các bạn Và hiện tượng này đó nói chung thì cũng không ảnh hưởng đến cái giá của Solana hôm qua khi một thông tin thì Solana thường nhớ là xuống khoảng chừng 4-5% gì đó nhưng mà cũng nhanh chóng hồi phục lại và cho tới ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng đã thấy được là cái giá Solana cũng không phải là quá khác so với cái giá của những đồng lớn ngày hôm nay chúng ta thấy được là Solana hôm nay thì coi như đi hàng ngang xuống 0.2% mà thôi cũng không có khác gì so với lại một số những cái đồng như là Shiba Inu, Dogecoin lên khoảng chừng là 1% mà thôi XRP cũng vậy thôi bây giờ muốn chuyển qua để mà chia sẻ về cái thông tin liên quan đến Michael Saylor, Michael Strachey và Phong Lê Tại vì hôm qua thường chia sẻ thì lại có nhiều bạn comment bên dưới hỏi thuận là Phong Lê thường nói đến là ai vậy Thì trước hết á, một trong những điều mà nhiều người lo lắng bây giờ là Michael Saylor là một trong những người rất quan trọng Trong cái việc là công ty Michael Strachey thu mua số lượng lớn BTC Thì bây giờ Michael Saylor đó đã coi như là rời khỏi chiếc ghế của mình Đó chính là CEO của công ty Michael và sau đó là Michael Saylor sẽ nhận cái chức vụ mới đó chính là chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị của công ty Michael thì có khả năng là công ty Michael sẽ không tiếp tục lưu trữ BTC nữa hay là không có phải là tại vì lưu trữ BTC làm công ty thua lỗ cho nên Michael Saylor mới phải từ chức hay không thì thực ra cũng không hẳn đâu để thằng chia sẻ ghi bàn câu hỏi đầu tiên có khả năng là công ty Microstrategy à, bán cái số lượng BDC hay không thì đương nhiên dựa theo thông tin đến từ Microstrategy thì à, hiện giờ không có cái dấu hiệu đó. Chúng ta có thể thấy được là đây là tài liệu đến uh, chính thức từ trang web của Michael Strategy. Họ nói là Michael Saylor uh, sẽ nhận chức vụ mới là chủ tịch điều hành của công ty Michael Strategy và với cái chức vụ mới này đó sẽ chủ yếu là cung cấp những cái chiến lược uh, liên quan tới làm sao để mà mở rộng dịch vụ phần mềm của công ty Michael Strategy cũng như là công ty này cũng sẽ tiếp tục thu mua thêm BTC. Đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Michael Strategy. Cho nên tới bây giờ thường vẫn không thấy được là dấu hiệu là họ muốn bán BTC Và theo thường hiểu đó thì CEO mới của công ty MicroStrategy này đó chính là Phong Lê Thì đây là người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì trước đây là người này cũng đã giữ chức vụ là giám đốc tài chính của công ty MicroStrategy Bây giờ sẽ trở thành CEO mới của công ty này Và theo thường hiểu đó thì Phong Lê cũng là một hodler Giống như Thuận và nhiều bạn Thì chúng ta hy vọng là những lời mà họ nói Là những cái uh, lời thật Và chúng ta sẽ không có khả năng uh, Thấy Michael Strategy bán BDC của mình Tại vì họ lưu trữ rất là nhiều Tổng cộng là họ lưu trữ tới 129.699 Nếu như một ngày nào đó Mà họ bán số lượng này đã ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu Các bạn uh, cũng đã thấy là Thuận nhớ là công ty Tesla bán trong quý hai đây đó, con số là 40.000 hay là 30.000 BTC gì đã thưởng giá rất lớn rồi Và chúng ta cũng đã thấy là cái sự kiện liên quan đến uh, Luna đó thì uh, Luna Foundation đã bán 80.000 BTC khi bạn cũng đã thấy cái sự ảnh hưởng rồi, chứ đừng nói tới là con số này còn nhiều hơn cái con số đó nữa Cái con số 129.000 này đã nhiều hơn con số mà Tesla bán cộng với lại con số của Luna Chúng ta cũng có thể thấy được là sự ảnh hưởng sẽ lớn cơ nào, hy vọng là đây là những lời nói thật mà chúng ta không có thấy cái sự thay đổi xu hướng về việc công ty này lưu trữ BTC và một điều khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thì thường thích chọc Michael Saylor à, về việc lưu trữ BTC rồi giá đi xuống nhưng mà thật ra các bạn có biết là từ ngày đầu tiên mà công ty Michael Strategy mua BTC à, mà thông báo đó đây chính là ngày 10 tháng 8 năm 2020 cho đến bây giờ là ngày 3 tháng 8 thì chúng ta đã thấy được là trong vòng 2 năm thôi giá cổ phiếu của Michael Strategy đã tăng 123%. Có thể là các bạn nghĩ là nhiều cổ đông không hài lòng với việc là BDC xuống giá nhưng mà không hẳn đâu. Các bạn có biết là trước khi mà công ty MicroStrategy thu mua BTC thì lúc đó các bạn có biết Michael hay là không thì uh, nhiều bạn sẽ không biết thậm chí thuận cũng không có nhớ công ty này nữa công ty uh, Michael này đó là thật xưa thường đi học năm 2007 là sáu gì đó thì cũng đã đọc qua thông tin nhưng mà hầu như đã đi vào quên lãng rồi các bạn có biết là vì BTC mà công ty Michael này bây giờ đã trở thành một công ty mà nhiều người biết đến và mang đến biết bao nhiêu là lợi ích cho cổ đông cho nên nếu như mà nói là cổ đông không hài lòng thì cũng không hẳn đâu. Michael Saylor đã kiếm được rất nhiều tiền cho cổ đông thông qua cổ phiếu rồi. Và con số này đã còn cao hơn cả Bitcoin nữa. Chúng ta nhìn vào trong vòng 2 năm qua thì BDC tăng 94%. Nhưng mà con số 94% này đây các bạn nhìn bên dưới đã so sánh trong khoảng thời gian 2 năm đó so với S&P 500 tăng 23% so với Nasdaq tăng 13%. Vàng đã 2 năm qua thì xuống 13%. Thị trường trái phiếu xuống 14% thị trường bạc xuống 29%. Công ty Google là công ty mà tăng trưởng nhiều trong cái khối lượng công ty lớn về công nghệ đó ở Hoa Kỳ. Trên sàn chứng khoán thì tăng 54%, Apple tăng 43%, Microsoft tăng 34% trong vòng 2 năm qua và đương nhiên Amazon, Meta, Netflix đều đi xuống rất là nhiều. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm tăng chỉ của BTC 2 năm qua đó cao hơn tất cả những tài sản lớn mà chúng ta biết cho nên cho dù là các bạn đang chán nản, cho dù là các bạn đang cảm thấy là thị trường không có tốt, nhưng mà nếu như so sánh cái mức giá hiện bây giờ so với chỉ 2 năm trước thôi, các bạn cũng đã thấy là không có một tài sản lớn nào có thể so sánh ngang với lại PDC hiện tại. Và hôm nay chúng ta cũng có một cái uh, dự luật mới được chia sẻ bởi uh, hai cái nghị sĩ, đó chính là nghị sĩ Debbie Stabenow và John Boozman. Thì đây là một cái dự luật mà mình không vẫn chưa có đọc kỹ Nhưng mà theo những cái tài liệu mà chia sẻ trên báo chí đó Thì đây là một cái dự luật mà muốn cũng giống như là dự luật đến từ Cynthia Lumis và Tristan Guilty Brand là muốn tách rời những cái crypto ra thành hai loại một loại đó là chứng khoán một loại là hàng hóa và trong dự luật này đó thì nói là điển hình là Bitcoin và Ethereum chính là hàng hóa và Bitcoin và Ethereum đó là sẽ được quản lý bởi CFTC có như là ban quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chứ không phải là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nói chung đó thì bây giờ có rất nhiều người bất mãn về cái việc làm của SEC và họ muốn lấy một số những cái đồng lớn nó chuyển qua thành hàng hóa và sẽ giao cái quyền quản lý đó cho CFTC và đó cũng là điều chúng ta muốn tại vì CFTC là một đơn vị mà có thiện cảm hơn đối với crypto hơn là SEC SEC đó ban chứng hoa kỳ thì chỉ biết đi kiện những công ty crypto và ăn hiếp những công ty đó mà thôi nhưng bây giờ vẫn là một cái dự luật chúng ta vẫn chưa biết kết quả đâu nhưng mà Sam Bankman Free của FTX thì rất là ủng hộ cái dự luật này và nói tới SEC đó thì chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan đến ký tên trên mạng để uh, kêu gọi là chủ tịch của SCC là Gary Gaster từ chức đó thì bây giờ có gần như là 23.000 chữ ký thì nói chung cũng là nhiều, nói chung nếu như mà tới 25.000 này thì sẽ là một trong những cái đề nghị mà có nhiều chữ ký ở trên cái trang web trang org Nhưng mà theo đường hiểu đó thì đây chỉ là ký tên cho vui mà thôi chứ còn cũng không có ảnh hưởng nào lớn đâu. À, cho đến khi nào mà đạt được theo thông biết đó là khoảng chừng 100.000 chữ ký. Nếu như mà đạt được 100.000 chữ ký đó thì sẽ có nhiều người nhìn vào cái sự kiện này với một cái sự quan tâm nhiều hơn Và có thể dẫn đến một số những cái động thái kế tiếp Chứ nếu như mà ở mức dưới 100.000 chữ ký Thì cũng là một trong những cái dữ liệu đến từ cộng đồng Vì sự bức mạng đối với Gary Johnson mà thôi Chứ cũng không có ảnh hưởng tới gì đâu thì cái sự cáo buộc như bạn cũng đã biết nói là Gary Chancellor là một trong những người mà à, quản lý SEC không có tốt và cũng có nhiều lý do cá nhân giống như là Gary Chancellor đó thì à, sort những cái à, meme stock và trong khi mà đàn áp công ty crypto để mà kiếm lợi nhuận đó là lời cáo buộc đến từ nhiều người về Gary Chancellor và ngoại trừ thông tin này ra có một số những thông nhỏ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn à, chúng ta cũng có thể thấy được một trong những người mà trước đây các bạn rất là quen thuộc đó chính là David Marcus thì David Marcus là ai? David Marcus đó, trước đây à, là làm việc cho công ty Facebook, bây giờ là Meta đó. Thì David Marcus là một trong những người mà đứng đầu về việc đưa ra đồng Facebook. Các bạn đã biết là trước đây đã, Facebook cũng muốn đưa ra một cây đồng có tên là Libra, là một đồng ổn định, rồi sau đó đổi tên thành uh, Diem, nhưng mà cuối cùng cũng bị Quốc hội Hoa Kỳ à, hạch hỏi. Cho nên cuối cùng Facebook cũng đã thất bại và David Marcus đã rời khỏi Facebook và bây giờ đã... đã, đã phát triển một cái công ty có tên là Lightspark thì Lightspark là gì theo thuận đọc thông tin thì Lightspark là một chuyên công ty mà họ sẽ gây dựng những cái ứng dụng trên mạng lưới Lightning Network của Bitcoin thì nói chung Bitcoin Markets đã chuyển qua hoạt động trên Bitcoin rồi và hai thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là dành cho những bạn nào mà là fan của Cardano trước hết thì Cardano cũng đã có được cái số lượng địa chỉ ví con số kỷ lục là 3,5 triệu ví đây không phải là 3,5 triệu người sử dụng Cardano tại vì một người có rất nhiều ví thôi mà các bạn không có rất nhiều ví chứ không phải là chỉ có một ví đâu nhưng mà ít ra đây cũng là một trong những cái thước đo cho thấy được là cái số lượng người dùng của Cardano ít nhiều gì cũng đã có cái sự tăng trưởng nhất là chúng ta nhìn vào từ thời điểm tháng 12 của năm 2021 đó chỉ có 2,5 triệu ví mà thôi trong vòng thời gian là 8 tháng bây giờ chúng ta đã có thêm một triệu ví nữa và cũng tương tự chúng ta thấy được là cái số lượng hợp đồng thông minh trên màn lưới Cardano cũng đã tăng lên qua cái con số 3.000 lần đầu tiên. Những con số này đây thì cũng cho thấy được Cardano vẫn đang tiến tới mặc dù là chậm. Thì đương nhiên cái mà chúng ta quan tâm nhiều hơn đó chính là khi nào chúng ta mới có cái half force vassal của Cardano. Đáng lý đầu đã có tháng vừa rồi nhưng mà bị trì hoãn hai lần. Thì uh, George Hutchinson nói là sẽ có sớm thôi chứ không bị trì hoãn nữa. Hy vọng đó là sự thật. Và... Đây là tất cả những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn trong video này Chú chúng ta dành thời gian để mà nói về một số những cái tin tức nổi bật và Thuân sẽ dành thêm thời gian tuần này để mà chia sẻ với các bạn một số những cái tư duy đầu tư à, nhưng mà có thể là những cái video ngày mai hay là cuối tuần này tôi sẽ có thêm thời gian chia sẻ những cái tư duy đó với các bạn và đối với các bạn thì thời gian để mà xem video ngày hôm nay Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% Khi mà tham gia vào những sàn lớn cũng như là những cái ưu đãi khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Như bạn hỏi Thuận là le cho mua ở đâu à, Chúng ta làm sao có được dữ liệu crypto khoan tất cả sẽ nằm ở dưới cái video này Và một lần nữa cảm ơn các bạn